À xuống cối đây. Này anh em làm nhà thờ nha. Đây nhà thờ. Đây nhà đêm nhá. Xe con nồng. Là xe con nồng. Anh em đang hôm nay trời. Đây. À con này chứ. Anh em đứng ba. Nè nè, con cho khỏe nè. Thằng coi video của em, cái thằng này lười biếng lắm. Thằng Covid. Thằng Covid. Ê anh em. Hạ xuống coi. Kìa con nồng. Đây là con nồng vô lăng nha. Đây là con nồng vô lăng. Đây là con nồng vô lăng. Chờ coi ha. Xe này rất là khỏe, không sợ lời lội. Thế thì mình chuẩn bị hạ sơn thôi, từ xe chuẩn bị tôn hồ làm nền nhà. Được kết điện hơi nhỉ? Tao bà đi. Điện bà gàn. Bầu lá. Bây giờ xe con nong người ta phun thuốc. Đây, đưa cắt bơ bơ. Phun thuốc. Xe con nong rất là hay. Người ta chế tạo. Rất là sáng tạo. Rất là tiền. Cho việc phun thuốc cho cây cà phê. Rồi hai con coi rồi thằng con. Này, anh em rất là đông luôn. Chuẩn bị hạ xuống cối nha, từ xe không nồng. Cái này rất là nặng đấy, cẩn thận đấy. Chắc có ông cột nó nhiều đấy, chết nằm. Là nhớ rồi hả? Máy không? Rồi rồi, khuẩn. Từ từ. Ở đây cột nó nhiều á. Rồi là, máy là. Mặc luôn rồi thôi, mày. À, good. Ok, xong. Đơn giản.